Chào người hôm nay em đến đâu? Lần đầu tiên em cảm ơn mọi người đã ủng hộ em thêm quá. Này thì em cũng xoa được ít đô. Này có cái mắm này, mắm kẹp tiền này, rồi mấy cái rong rọc này, rồi được cỡ ít chỗ đấy thôi. Em vào luôn á. Rồi ngày nay đầu tiên đi, một cái lập lon này có chiều dài là 21,5. Mà anh xem kỳ đó lên mua da 21,5 đây à, hàng có ga mặc cái da bắn á. Rồi cái lập lon này nặng 1,2 kg, nặng 1,2 kg. Rồi 130.000. Này em lên mà Uler 1 130.000. Theo lên đây cái bùa này mất chút nếm, nặng 1,5 kg. Này mọc đây này, đầu này hơi tay em có vạc lại rồi, nằm 1,5 kg. Rồi cả cảng là 1,7 kg. Rồi 160.000. Cả cảng này là 1,7 kg. Cái đầu búa là 1,5 kg. Búa là 2. 160.000. Tiếp theo cái này, cái này cũng hàng như vậy luôn. Đây mọc rồi. Cái này nặng 1,1 kg. Mất chút nếp ấy. Tổng trọng lượng là 1,150 kg. Cái này 130. Ul 3 130.000. Thế em có cái búa này mọc đây. Này thạp, nó thạp cái thẹp đây này. Này mất chút nếm này. Rồi vừa là cái búa này á, hai cây á, mọc này. Hai cây 120.000. Cái nặng 5 lượng. Hai cái này cũng 5 lượng. Ul 4 120. Giảm đi đâu. Cắt tiền cái thứ. Theo cái đầu bô bí ô hạ. 70.000. Size số 1. Ul 5. Lên cái mỏ lết này. Răng miệng này. Này xài là 300 á. 110.000. Xài 300. Ul 6. 1. Tiếp theo cái mỏ lít trắng này. Này 450 này. Nhiều chích. Này có hàng Lotter. Hai trăm rưỡi này nó dính cả trong này. 250. Mình như này đó. Ul 7.
lên cái bùa hàng mít ký. Này nó có nghe để hết rồi, nay em mất 500 rồi, nó được mất 500 rồi. Dài 32, nặng 5 lượng á, nặng 5 lượng 80.000. UL 8 80.000. Nên 3 cái đục. Dài 17 18. Rồi, 100.000. Ula chín. 100.000. Lên kia bầm. Tổ cái ổ. Rồi. 50.000. Tổng giá là 10. U là 10. 50.000. 11 này. Cái mở ốc gãy này. Nó hơi rổ. 40.000. Hàng bài ấy, nó hơi rổ. Dài là 7.5. Ở đây là 9 lý. UL 11. Lên kia kẹp, không có mộc. Dài là 25 năm. Bảng là 6.2. Nó bị cắt như này này. Đây, mắc in ra bảng. Chín mươi nghìn. UL 12. Cái bám còn một cái kẹo cắt tôn dài, tổng dài là 48, gần 49. Ngoài hình đây trừ đấy, đây hơi rồ nhẹ nhé, mạnh xem kỹ nhé. Đây à, tờ giấy á, em tẻ tờ giấy thử cái đồ khít của nó. Hơi nhả nhẹ đó. Cái nó nặng 2.1 á. Nặng 2.1. Rồi, 200 250. 250. UL 13. 250. Cái
theo cái kim KTC. Ngoài như này miệng hơi mẹo răng. Dài là 29. Rồi 80.000. Răng hơi mẹo. UL 14 15 em có 2 cái đôi. 84 cả chậm lui. UL 15 16 gọi xa cây một này xa 600. Rồi cái này 170.000 xa 600. UL 16 70.000. Theo cái xa cày này 2 1 2 3. Sáu cành. Này không thấy mộc. Không thấy mộc. Dài là 59. Cái này 120. UL 17 màu hàng điền lên tẹt chứ. Rồi tiếp theo cái màu hàng điền này, điền 100V này. Bạn lưu ý điền 100V này, công suất là 30W, đã tẹt nặng đó, hàng gọt đó. Tạm nghìn điện 100V. UL 18 19 em có cái cào này nhà bằng. Hằng tổ cái ô Suzuki này không có cái răng. Nó kẹp được khoảng 7,8 cm. Ở cái này 130.000. UL 19 30.000. Gói kim xa 200 hàng rồi đấy. Con đẹp chắc chắn. Nó rách đây này. Cận 50.000. Dài 20 nhé.
Đang không Nguyễn. VL20 50.000. 21 một kim cắt cạp MC 5 lý này. Vít màu đen này. Vô dưới. Cái này 140. VL21. Còn ghim này. Còn ghim này. Còn ghim duyên. Lên cái bấm ghim hiệu mạt. Đây á. Tệ đấy. Đâu rồi. Đây. Đây là cái cung này. 1.4. VL22 1.4. Giá này chưa có phí gì. Đây cái đục trần này, cái này 90 này. Không có hàng đâu. 80.000. Bảng này là 9. Dài là 19. VL23. Đến cái dao D3 chữ lưỡi có nhắm nhẹ, lưỡi dài 15. Ở đây bảng là 4.4, dài 8 lý, 7 lý rưỡi, 8 lý. Rồi 120. VL24. Lên kia xúc xẻng này, trừ đấy. Nó bị nứt nhà đấy, nứt chỗ này. Nứt này á. Xẻng. Mô hình đây. 50.000. Gia là 16. 26 chứ, da 26. VL50. 50.000. 51 em còn cái kẹp này. Hàng rồi đấy mấy. Rồi. Này 108 ấy. 180.000. Tổng chiều cao là 12 này. Bề ngang này là 13. VL26. 27 em có cái búa này, 4.5 này. Kính Leon này. Mất chút nếm nữa.
Cái này 320.000, chưa có phí ship nữa. Mà anh lưu ý chưa có phí ship đó. UL27 320. Tạm lên cái lưỡi dao. Mọc đấy. Thấy mơ. Lưỡi này là dài là 16. Vạc một mặt. Bảng là 5,8. Dài 6 lý. Rồi cái này nha. Lưỡi này 107. Lưỡi 28 107. 29 này. Cái này thì càng đi sục xịt rồi. Nứt này. Này còn mọc đấy. Lưỡi vạc một mặt. Lưỡi dài là 14. Trên này là 6,5. Dưới cùng là 4,5. Dài 6 ly. Tập nặng là 6 lứa. Cái này 170.000. UL29 30 này, em có cái lưỡi dao này. Mất cạn đấy. Không thấy chữ. 104. Lưỡi dao là 14. Bạn là 6. Dây 5. Rồi 104. UL30. 31 em có cái lưỡi này này. Thế này người ta đồ chế lại đấy. Người ta vạn bể này. Này người ta cũng cắt. Cắt gọt lại nhỏ này. Tổng chỗ này là 20. Bảng là 3. Dây là 6,5. 6 lý. Rồi. Lửa này 190. Là 31. 32 lên kia đồi này. Toyota này 700 kg nhé. Hoạt động trơn tru. Đẹp. 700 kg. 200.000. UL32 200.000. Nay nó đổi được thấp thôi nhé. Chiều nay của nó ngày này là 31 thôi. 31 thôi. Nó đổi được thấp thôi. UL32 200.000. Và bám có hai cái đột này. À, 90.000. Này dài là 16. Cái này dài là 14. UL33 và từ em có cái đột này hiểu dễ. Dài tổng là 19.5. Đầu này là 4 lý. Cái đột 4 lý. 60.000.
UL 34 60.000. Có cái khoang tay này mất kia gỗ dừa đấy ra, mất cái gỗ dừa đấy ra. Rồi 70.000 bán về làm cái dừa gỗ bằng một lời 35 ba sòm này kia cạp này được 600.000 ngoài hình đấy hàng ô hàng. Cạp này là 6 lý. Rồi. Này 270.000. UL 36. 270.000. Bảy em gọi kim KTC. Cắt tuột giấy. 50.000. Dài là 10 5,8. UL 37. Ba tạm cái này 500.000 á. Đây nó kẹp cạp á. Này không phải. Đảo chiều đây nhé. Đấy. Về anh rụt ra thêm ấy. Đấy là cái đảo chiều này.
Về mà anh chỉ lì thêm á. Đây 490.000. Này 458. Tổng dây chiều dài này là 35 thôi này. UL 38 408. Tiếp theo cái này là này tải 1 tấn á. Này đảo chiều đây này, đơn giản hơn cái kia. Bên này là rá nhé, qua đây là vố này. Này nó chưa được trơn tru lắm nên em nhận cái này vào tí. Này 1 tầng đây nè, kẹp của nó đây này. Này kẹp được cạp 12 lý á. Không có móc này. Cái này 550 á. Mấy cái này chưa có phí ship đó. Bạn lưu ý á. UL 39 550. Có cái lưỡi rêu này, chữ của nó đấy, hơi bể đấy. Chiều này là 9 này. Chiều này là 7,8. Nó nhỏ lắm ấy. Rồi. Này 90.000. UL 40. 90.000. Lên kia mâm chậu đường kính 59 nhé. Này
nó có cái bấm mở đấy. Rồi nay Triều Hải á, chưa tìm thấy hàng của nó nữa. Rồi cái lỗ cột này là khoảng 5,4. UL 42 1,2 triệu. Rồi video của em đây kết thúc đó. Chào gạch nhé. Hẹn gặp clip tiếp theo.